Xin chào tất cả các bậc phụ huynh và các con học sinh yêu quý. Trong thời gian vừa qua, do dịch bệnh Covid mà cô trò mình không thể gặp nhau được. Và trong thời gian nghỉ dịch, cô cảm thấy rất là trân quý những giây phút khi được ở nhà đấy. Và trong thời gian đó, cô cảm thấy rất là yêu những người thân trong gia đình của mình. Còn các con thì sao? Các con cảm thấy như thế nào nhỉ? À, có bạn thì nói với cô là: cô Vân ơi, con cảm thấy rất là yêu ông bà, bố mẹ và các anh chị của mình đấy. À, còn có cả một bạn nói với cô rằng: cô Vân ơi, con rất yêu các cô giáo của mình nữa đấy. Đó đều là những tình cảm chân thành đến từ trái tim của mình đúng không nào? Và để thể hiện được những tình cảm chân thành đó dành cho mọi người thì chúng mình phải làm như thế nào nhỉ? Các con đã nghĩ ra chưa? Vậy thì sau đây các con hãy cùng xem một số gợi ý bằng những hình ảnh mà cô Vân mang tới cho chúng mình nhé. Đây là hình ảnh bố bé đang bế bé và chơi cùng với bé đấy. Còn đây là hình ảnh mẹ đang dạy bé học bài. Cả nhà bé đang cùng nhau tập thể dục thật là vui vẻ đấy. Còn đây là hình ảnh các bạn nhỏ đang cùng nhau quét nhà. Các bạn ấy còn nhặt rau giúp bà nữa đấy. Còn đây là hình ảnh một bạn nhỏ đang dắt một bà cụ qua đường. Các con ạ, có rất nhiều cách để thể hiện được những tình cảm yêu thương, chân thành đến từ trái tim của mình dành tặng cho mọi người đấy. Qua những hành động, những hình ảnh mà cô con mình vừa quan sát thì lời nói cũng mang tới những giá trị tinh thần rất là to lớn. Và làm như thế nào để thể hiện được hết những lời nói yêu thương dành tặng cho mọi người? Xin mời tất cả các con cùng lắng nghe câu chuyện sau đây. Câu chuyện bảo bối của thỏ con. Trong một khu rừng có rất nhiều loài vật cùng chung sống, trong đó có cáo, thỏ và gà trống. Thỏ hay nói những lời ngọt ngào, nhẹ nhàng nên gà trống và các bạn đều cảm thấy rất vui, hạnh phúc khi ở cạnh thỏ. Còn cáo thì lúc nào cũng cáu gắt, lớn tiếng với mọi người nên ai cũng cảm thấy không vui gì cả, luôn muốn tránh xa cáo. Cáo thầm nghĩ: không hiểu là cái con thỏ kia nó có bảo bối gì mà sao ai cũng thích chơi với nó thế nhỉ? Một hôm, trong khu rừng mở hội vui chơi, cả ba bạn đều đến tham dự. La 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 la, la 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 la. Vừa đến nơi, thỏ con đã cất giọng nhẹ nhàng: xin chào các bạn, rất vui được chơi cùng các bạn. Thấy vậy, cáo xen vào: ôi dào, xê ra cho người ta chơi với nào. Vừa nói, cáo đã đẩy bạn gà trống ngã nhào xuống đất. Ô, đau quá, đau quá. Thỏ con vội vàng tới: có sao không, để tớ đỡ bạn dậy nhá. Rất may mà gà trống không xây xát gì cả. Thỏ con vừa lau nước mắt cho gà trống rồi an ủi: không sao rồi, chỉ một lát là hết đau thôi. Gà trống thút thít: cảm ơn thỏ con nhé. Tất cả các bạn cùng đến an ủi gà trống và mời gà trống cùng thỏ con chơi cùng. Lúc này chỉ còn lại cáo buồn thiu đứng một góc. Cáo chợt hiểu, thì ra bảo bối giúp cho thỏ con có nhiều bạn bè chơi cùng đó chính là những lời nói ngọt ngào, yêu thương và nhẹ nhàng. Các con ạ, câu chuyện kết thúc nhưng cô cảm thấy thật buồn cho bạn cáo. Vậy các con có cảm nhận và suy nghĩ như thế nào? Cô mời các con cùng lắng nghe suy nghĩ của bạn cáo, thỏ và gà trống nhé. Các bạn ơi, tớ rất thích chơi với bạn thỏ. Tớ thấy rất vui và hạnh phúc
vì bạn ấy đã an ủi, chia sẻ với tớ và nói những lời nhẹ nhàng đầy yêu thương. Tớ là thỏ con, tớ thấy rất vui khi nói những lời ngọt ngào yêu thương, chia sẻ với các bạn và những người thân của tớ. Còn các bạn có vui khi nói những lời ngọt ngào yêu thương không nào? Tớ buồn quá, tớ hay cáu gắt, lớn tiếng với các bạn nên chẳng ai chơi với tớ cả. Các bạn đừng giống như tớ nhé. Vậy là thông qua câu chuyện, các bạn nhỏ muốn nhắn nhủ tới cô trò mình: đừng như bạn cáo, hãy như bạn thỏ, hãy nói thật nhẹ nhàng và nhiều tình cảm yêu thương. Như vậy mọi người mới có thể cảm nhận được và cảm thấy vui và hạnh phúc đấy. Đó chính là những giá trị của lời nói yêu thương mà cô Vân mong rằng tất cả các bạn nhỏ hãy nói thật nhiều với nhau, thật nhẹ nhàng, tình cảm, để thể hiện được hết tất cả những tình cảm yêu thương dành tặng cho mọi người. Khi đó mọi người cũng sẽ cảm thấy thật vui và hạnh phúc đấy. Các con có đồng ý với cô không? Và ngay sau đây, để tiếp nối những lời nói yêu thương, thì cô Vân có một món quà muốn dành tặng cho tất cả các con đấy. Các con hãy cùng lắng nghe và làm theo nhé! Những lời nói yêu thương khi bé đi xa về gần. Khoanh tay bé nói ân cần chào thưa. Khi chơi với bạn sẻ chia, tớ cho bạn đấy, chúng mình cùng chơi. Khi lỡ làm bạn đau rồi, cho tớ xin lỗi là lời yêu thương. Bạn cho đồ vật món ngon, cảm ơn bạn nhé, nhẹ nhàng dễ nghe. Bé thấy mẹ đi làm về, nhanh tay rót nước thêm lời động viên. Mẹ ơi mẹ mệt lắm không, mẹ uống nước mát để con cất đồ. Thấy ông đau chân lò dò, cháu đỡ ông nhé, ông cười thật tươi. Lời yêu thương dễ nói thôi, nhẹ nhàng chia sẻ mọi người đều yêu. Bài thơ chính là những lời nói yêu thương mà cô Vân muốn dành tặng cho tất cả các con đấy. Cô hy vọng rằng các con hãy nói thật nhiều những lời nói yêu thương để cho những người xung quanh mình, những người thân của mình cảm thấy thật vui và hạnh phúc. Con có đồng ý với cô không nào? Và bây giờ cô Vân có một thử thách nho nhỏ muốn dành tặng cho tất cả các con, đó là sau bữa ăn ngày mai, các con hãy lấy tăm rót nước cho ông bà bố mẹ của mình và đừng quên nói những lời nói yêu thương dành tặng cho ông bà bố mẹ nhé. Giờ học của chúng mình đến đây là kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các con.